Nếu như đối với những bạn tuổi còn thần tin, chai dầu luôn là đầu câu chuyện, thì đối với những người đã qua tuổi vị thanh niên như mình, chai bia lại là rìa câu chuyện. Nói cách khác, bia rượu đã trở thành hình ảnh không còn xa lạ trong các buổi tiệc của thanh niên Việt Nam. Thế nhưng một điều vô cùng đáng tiếc là hàng năm bia rượu đã và vẫn đang gây ra những hậu quả xót xa cho cả người lẫn chị. Chính vì vậy, để phục vụ sự an toàn trong sinh hoạt của cộng đồng mạng, chương trình giáo dục đêm khuya do nhóm Vải Lùa chúng tôi quyết định thực hiện video mang tính tình huống và giáo dục vô cùng cao cả này. Em đã sẵn sàng chưa? Ôi, anh đang say lắm luôn. Quẩy lên! Giải pháp được nhóm Vải Lùa đưa ra là khi uống bạn nên dùng taxi để đi về nhà. Mặc dù cái giá phải trả có thể sẽ đắt hơn một đường rất nhiều. Về đâu anh ấy? Được không được thì đi, sao phải xoán? Phải thanh toán trước anh ạ. Quán cái đi đấy. Được ngày giữa về con gà. Anh có bài gì bật cho em quẩy lên. Được rồi, ok. Bản thân là cánh tay phải không thể thiếu trong mỗi buổi nhậu. Tuy nhiên, việc không biết điểm dừng của họ có thể đem lại những hậu quả đáng tiếc cho những mối quan hệ hài hò của bạn. Ở đây của ai không? À, này á, anh mặc để em. Bạn ơi. Ôi. Sao vớ vẩn. Bạn ơi. Bạn mình đây là rất muốn có một mối quan hệ tình bạn với bạn ấy. Ê em ơi. À, bạn anh đây là trung tình lắm. Thật thật mà. Ê ê. Xinh lắm, còn đây là anh bạn thân mình. Anh nghe hay lắm, đẹp trai lắm. Sao anh? Không gì phải buồn. Em là em sẽ cố gắng giúp anh. Em được bạn anh mà. Ai cũng muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình bằng tiểu lượng, đặc biệt là trước mặt gia đình bạn gái. Nhưng làm thế nào để tối đa tiểu lượng của mình mới là điều quan trọng. Thử cho ăn thêm bia ăn đi. Say. Bác cười sao mà say được. Không say đâu bác ơi. Ăn cơm đi. Nhiều bạn nghĩ việc trộn nhiều loại bia rượu với nhau hoặc với các loại đồ khác có thể giúp bạn đỡ say hơn. Nhưng trên thực tế, đây lại là con đường ngắn nhất để trở thành một thằng hề trong các buổi tiệc. Cái này ấy, là anh nghiệm được các em ạ. Không trộn, không vui nhộn được đâu. Đẳng cấp có thể hiện hết chỗ này. Này, xấu như mày, mẹ đòi ăn như thế này à? Còn lâu nha. Làm sao? Đánh nhau không? Mà muốn đánh nhau ấy thì ông biết pha đồ, mix đồ này không? Tôi học cái này của Trần Đức Việt đấy. Vâng, để trở thành những thanh niên danh hiệu, hàng hiệu và tiêu biểu cho thế hệ trẻ nhưng không trâu, các bạn hãy nhớ kỹ những lời khuyên bổ ích về việc uống có trách nhiệm của chương trình giáo dục đêm khuya hôm nay. Thứ nhất, bắt taxi khi đã say. Thứ hai, kể cả bạn thân cũng cần dừng đúng lúc. Thứ ba, cần phải đổ bê tông khi muốn nhậu cùng ông già gấu. Và cuối cùng, không nên trộn nhiều loại đồ uống có cồn với nhau khi chưa biết rõ nguồn gốc. Chúng tôi chúc các bạn sẽ có những bữa tiệc hoành tráng và không kém phần an toàn. Như thường lệ, xin được chào thân ái và không hẹn gặp lại.